chọn con. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm tay chân cho người què cụt, cùng làm tai cho người bị điếc. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con chọn con, xin gửi con đi tới mọi miền để đem cơm cho người nghèo hèn và tặng nước cho người còn khát. Xin gửi con vào khắp muôn nhà, tặng thuốc thang cho người bệnh tật, tặng chiếu chăn cho người lạnh con. Chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Cho người lạnh giá, xin gửi con ra khắp nẻo đường, cảm thông chia vui buồn phận người và sớt chia cho đời niềm vui. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con chọn con, xin gửi con vào khắp thôn làng, ủi an trao cho người khổ sầu, gợi lòng tin cho người buồn chán. Xin gửi con vào khắp buôn làng, niềm vui trao những người buồn phiền, người lắng lo xin gửi bình an. Chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Trong tay vòng tay thương mến.
tình Chúa yêu con mênh mông như biển thay bình, sạt sào như ngàn con sông vô về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi suốt đời tuôn đổ dạt dào, một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Xa xôi ngày tháng em trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa dắt dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Em như làn gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời, nguyện cầu tròn đời con mãi, giữ tròn lời hứa chung kiên. Một đời con xin tận hiến, Chúa là cây ấm mẹ, chọn đời con nương thân, chọn đời con nương thân. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Nguyện cầu ơn trên gìn giữ tâm lòng con mãi chân tình, một niềm tin chung kiên, một niềm yeah.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin chào quý cộng đoàn hiện diện. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng phấn khởi được cha sớ và quý sớ mời đến đây để tham dự một ngày lễ tạ ơn vì công trình mới được xây dựng lên ở trong giáo xứ này. Thế rồi những người phục vụ giáo xứ có nơi cư trú, có nơi làm việc để có điều kiện phục vụ giáo xứ một ngày mùa tốt hơn nhằm vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi của tất cả mọi người chúng ta, đặc biệt là của bà con giáo xứ Giáng Liệu. Vì thế hôm nay chúng tôi vui mừng phấn khởi hợp với Đức Mẹ Maria, chúng ta dâng thánh lễ này tạ ơn Chúa vì một ngôi nhà mới đã được xây móng chắc chắn rồi, và cầu xin Chúa để rồi cho công việc tiếp tục được tiến lên một cách tốt đẹp, và cũng xin Chúa trả công bồi hậu cho các vị ân nhân cho công trình mới này. Anh chị em chúng ta nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cười mọi nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần thì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng chí tam thiên thần và thánh, và anh chị em cần cầu cho cô xuống tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người hiền thần. Chúc con cả người Chúa, chúc con Chúa đồng Chúa, chúc con ở lại là Chúa cha toàn năng.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhận lời Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu mà ban ơn trợ lực giúp chúng con thoát khỏi mọi gian nguy và được hưởng bình an của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa trong thân, người hàng sông và hiện chí cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, vua Sa-lô-môn đứng lên và cất lớn tiếng chúc lành cho toàn thể cộng đoàn Israel. Chúc tụng Đức Chúa, đấng đã ban cho Israel dân người được nghỉ ngơi, đúng y như người đã phán, không sai một lời nào trong tất cả những lời tốt lành người đã dùng ông Mô-xê, tôi tớ người mà phán. Xin Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta ở cùng chúng ta như người đã ở với tổ tiên chúng ta. Xin người đừng để mặc, cũng đừng bỏ rơi chúng ta, nhưng xin hướng lòng chúng ta về với người, để chúng ta bước đi trên mọi nẻo đường của người và tuân giữ các mệnh lệnh, giới răn và luật pháp người đã truyền cho tổ tiên chúng ta. Ước chi những lời ta khẩn khoản dâng lên Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta ở trước tôn nhan người đêm ngày, để người bênh vực quyền lợi tôi tớ người và quyền lợi Israel dân người. Ngày này qua ngày khác, như thế mọi dân trên mặt đất sẽ nhìn nhận Đức Chúa chính là Thiên Chúa, không có Chúa nào khác. Các ngươi phải hết lòng với Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta mà bước đi theo các giới răn và tuân giữ các mệnh lệnh của người như ngày hôm nay. Đó là lời Chúa. Con nương tựa và chính là nguồn mạch cứu độ.
suốt năm canh giờ. Con sẽ càng dễ, con sẽ là người đến muôn muôn đời. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tổng đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Chúc tụng Thiên Chúa, là thần phù Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng ta, trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc, cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước khi tạo thành vũ trụ, để trước Thánh Nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện. Nhờ tình thương của Người, theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử, nhờ Đức Giê-xu Ki-tô, để ta hằng người khen ân sủng rạng Người. Ân sủng Người ban cho ta trong Thánh Tử yêu dấu, trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha nỗi, theo đường ân sủng phong phú của Người. Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta, cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu, Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Kitô, đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Cũng trong Đức Kitô, Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô. Chúng tôi ngợi khen vinh quang Người trong Đức Kitô. Cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý, là tin mừng cứu độ anh em, vẫn trong Đức Kitô. Một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để người khen vinh quang Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Chị em và ở cùng cha. Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có mấy người thuộc nhóm Sa-đốc đến gặp Đức Giê-xu
nhóm này chủ trương không có sự sống lạ. Mấy người ấy hỏi Đức Giê-xu: Thưa Thầy, ông Mô-xê có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ? Đức Giê-xu đáp: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái của Thiên Chúa, vì là con cái của sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-xê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống. Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm. Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Trọng kính ca cha cố ca cha. Hôm nay đáng lẽ ra tôi cũng không giả, tôi cũng thăm dò ý một số người muốn mời cha nào đó ăn nói trôi chảy, dẻo mồm dẻo miệng, hy vọng rằng giảng thì những cái dịp này cũng động viên giáo dân vui và cũng thêm sự đóng góp cho cái cơ đồ của dòng từ Sai Bạc Ai. Nhưng mà tôi cũng thấy vui vui, bởi vì hôm nay có 6 cha thì được 3 cha già, 3 cha trẻ. Và tôi cũng hy vọng rằng các ông các bà cũng có người bây giờ cũng thích đồ cổ thì vui lòng nghe tôi giảng vậy. Khi mà tôi mời một cha giảng thì ngài trả lời là ngài có việc, và cả mà giáo xứ một năm có 1-2 đôi hôn phối thôi, không bỏ được. Còn mấy cha nghe tử thì cũng vừa giúp tôi rồi, thành thử ra tôi phải đóng vai giảng hôm nay. Tôi có nghĩ ngợi bảo thì giảng cái gì, cả đời mình chưa giảng về vấn đề đặt móng nhà thơ hay là nhà rong hay là nhà giáo lý gì. Nhưng rồi tự nhiên tôi nguyện thì thấy mấy lời trong sách nguyện Thánh Vịnh 66: Nguyện xin Chúa rủ thương chúc phúc cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa và muôn nước biết ơn cứu độ của người. Thì tôi thấy có một vài cái lẽ động viên mình mạnh dạn giảng về cơ đồ này, một cơ sở của nhà giáo. Thật sự thì giáo xứ ai cũng biết là ít người, ít của, cũng nghèo lắm. Khi tôi mới về đây tôi hỏi thì giáo bảo với tình hình dân ở đây như thế nào, thì giáo bảo
vừa nghèo vừa dốt, nghèo rõ ràng là chả được mấy nhà đồ ăn đồ mặc đâu, dốt tôi về vì ngại đi học lắm. Nhưng bây giờ đã khá, chúng tôi cũng đã phải thưởng một số cháu đã chịu khó học hành. Chúng tôi vui lòng giảng bởi vì việc này là việc của Chúa. Chúa làm cho con cái của Chúa thì đúng là Chúa chúc phúc. Ở hoàn cầu đây đó người ta biết, người ta ca ngợi Chúa. Muôn dân biết rằng Chúa cứu độ, Chúa ban ơn, Chúa che chở, Chúa lo lắng mọi sự. Như tôi làm cũng nhiều việc đấy mà tôi chẳng có tiền thì sốt. Đã làm là làm. Trên cái bất lực của mình mà ló dạng những cái mà Chúa làm rất vẻ vang, rất rõ ràng. Sức mình thì kém, thì sức của Chúa thì toàn năng. Hôm qua có một cha nói về của, cũng như mới đây tự nhiên có một người mà cúng một con lợn hơn một tạ, tự nhiên có một người đấy hôm nay còn ăn thịt ngẽ cúng ngẽ, còn nhiều những vấn đề khác cũng. Chúng tôi nghĩ là lực bất tòng tâm, nhưng thôi Chúa là cây trông và Chúa thôi. Dân là giáo dân hồ hởi cũng đóng sức của, đóng công của mình, tỏ ra cái lòng mộ mến, nhiệt thành. Đúng là Chúa là. Hôm qua thầy giáo trong Thánh Vịnh, nếu Chúa mà không xây nhà thì con người vất vả cũng là uổng công. Đúng. Bàn tay của Thiên Chúa nhúng vào chúng ta mới làm được. Còn có tiền, có của, có thế chăng nữa mà Chúa không đánh động lòng người thì của họ là họ, để họ dùng hay là chết họ cũng chẳng dùng thôi, chứ làm gì mà để đóng góp vào những cái sự việc này. Giáo dân biết rằng một cái nhà dòng mà được thành lập đi tu để làm gì? Để lo việc thiên đạo đức của mình, học hành rèn tập nhân đức và tạo cho mình một khí thế để giúp giáo dân. Mỗi một dòng có một cái chí hướng khác nhau mà nói chung chung là phục vụ giáo dân. Hiện nay giáo phận ở trước đây có 5 dòng nữ, bây giờ đã 7 rồi, có một dòng nữa nhưng mà không có y phục đồng đều. Dòng thừa sai bác ái này cơ sở trong Vinh, nhưng mà gì ở đây thì lại là người của Bùi Chu, cũng là khóa tổng đưa về đây không phải là dễ. Còn lạ vậy, bây giờ đây đó có gì giúp ra sao, giúp chúng tôi ở đây đức giám mục để hỏi. Mà đứng giám mục mà không làm các thủ tục thì không được làm gì đâu. Thì chúng tôi cũng thấy khó. Nhưng mà cái khó thì nên ló ra đến cái mà Chúa thương. Rồi Chúa hết, giám mục rất thương. Công nhận để có được sinh hoạt với các dòng tu ở giáo phận này. Rồi đứng giám mục cho phép xây nhà. Đức giám mục còn dục làm đi rồi. Đức giám mục người dục là cũng muốn làm mà thực sự thì tiền nó cũng ít lắm. Nhưng mà cái đây đó tại đây thôi ít của nhưng mà giàu lòng. Rồi chỉ có một sớm một muộn thôi rồi cũng chắc. Mà càng ngày càng lúc thì để cảm thấy hy vọng hơn, có được nhiều người mộ mến. Thí dụ đưa cái thiếp đi mời,
Mày chẳng có ai cũng vậy, góp đồng tiền nhỏ không đi được thì ông cho một tí, nhưng mà nói chung là đâu họ cũng vui vẻ vậy. Người gửi chút ít người thì nói chung không có nhiều đâu, nhưng mà không có một thái độ gì nó có tỏ ra là khó chịu. Đây cũng là một cái động viên, động viên cho giáo xứ, mọi thành phần của giáo xứ. Và đây cũng là cái mà Chúa chúc phúc, mà Chúa tỏ ra đường lối của người đây đó. Người ta biết rằng Chúa làm thật là kỳ diệu, từ không đến có, từ ít đến nhiều. Mà Đức Kitô từ bại đến thắng, chết để mà sống lại. Hôm nay nó có một sự tranh chấp, có một nhóm người, đặc biệt các ông phần thu Sarah Lucio là ông cho là chết là không có sống lại. Chứ rồi ông đem hỏi Chúa một câu rất may mắn, ông đề ra đấy, những ngày xưa đời Môi-se vậy, nếu mà anh cả chết vậy nó cũng chẳng có con, cứ nối tiếp ông em, cứ lấy làm sao 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 để có một tí giống nối dòng. Nhưng mà cả bảy đời cứ chết không có đứa con nào, vậy thì mai cái bà vợ này của cái ông nào đây? Chúa bảo không, ngày ấy như sứ thần, như thiên thần, Chúa là Chúa của kẻ sống, không còn có cưới vợ lấy chồng người gì hết. Chúng ta cũng vậy, sống đạo tất nhiên là xin Chúa ban ơn cho chúng ta được mạnh khỏe, được may lành để chúng ta giữ đạo Chúa. Cho nên những cuối cùng là làm sao chúng ta được cái phần rỗi là chúng ta được sống lại với Đức Kitô. Không vậy thì chúng ta không đi đạo, chúng ta không cầu nguyện, mà chúng ta cũng không giúp một cái gì cho sự nghiệp chung. Và những người đi tu cũng vậy, nhằm để cho có mình có một cuộc sống lại, nhằm cái mục đích là làm cho biết bao nhiêu những người là con Chúa ở đời này để ngày sau cũng được sống lại và cái vinh quang của mình ở đấy. Và tất cả những ai giúp của chúng con cũng nhằm ở cái chỗ đó, viết thành những nét vàng trong cái sổ đời đời của Thiên Chúa. Mai có mình ở đấy, có cái viên đá của mình ở đấy, có cái bằng của mình ở đấy, có đồng tiền của mình ở đấy. Chứ còn nữa mà đời này nó qua đi hết, nhưng mà vĩnh cửu, cái tên vĩnh hằng thì nó vàng son lắm, không có ai lấy đi được. Gửi vào cái kho đời đời, cứ bảo cái gì chăng nữa rồi mỗi mọt nó xui hết, trộm cắp nó lấy đi mất. Nhưng mà tích lũy vào cái kho mà những cái ở đây này, dù máy móc, dù mánh khóa thế nào không có thể lấy đi được, đó là chúng ta lo cho cái sự sống lại, cho cái sự đời đời của chúng ta thật sự được vinh quang, Chúa ban ơn, Chúa thưởng. Còn loài người chúng ta chẳng làm cái gì, hay có được tiếng khen nó vậy, có khi nó mất công đi. Nên tôi đọc tiếp thư Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Thessalonica: anh em phải ân cần làm việc lành mà không có thoái chí ngã lòng, phải dấn thân để chuyên lo làm việc thiện. Thánh Phêrô còn nói lớn hơn nữa: dấn thân tất cả để làm, và Chúa sẽ làm cho nó mạnh lên, nó lớn lên. Đúng, chúng ta nỗ lực ở cây trông, đem cái sức mình Chúa cho theo vậy, tiến lông vào cái sức vô biên vĩ đại toàn thân của Thiên Chúa. Chúa đòi hỏi, Chúa kêu mời với cái chúng ta ở cái mức độ mà Chúa ban cho chúng ta thôi. Còn nhân lên, đưa nó đến thành đàn ở Chúa hết. Chúng ta cứ nghĩ lại xem, ngày xưa với chúng ta không ở cái đất cựu được, phải đến cái chỗ phải chất
đất chật người đông đến đây, đồng không mong quanh có mấy gia đình vậy, rồi cũng dựng lên một cái nếp nhà thờ. Nếu mà có khi rỡ đưa về chẳng còn ra cái gì, nhưng đây là cái cốt để dần nhà nhà chống gieo lớn lên. Rồi hoàn ai có nghĩ rằng cái nhà thờ của chúng ta ngày nay nó ở cái chỗ này đâu, nó là cái kho. Nhưng mà rồi thời thế Chúa làm cho nó thuận tiện, chúng ta có cái nếp nhà thờ trung tâm đây. Mà một lúc chúng ta làm nhà thờ, làm nhà mục vụ cũng hai lâu. Rồi cha về đây cũng vậy, rồi con các bà ấy rồi cũng làm nhà giáo lý thì cũng hết tiền rồi. Nhưng mà rồi lại có cái gì đó nó thúc bách mọi người, trong đó có cha, làm nhà dòng. Chắc chắn với cái diện tích giấy cũng đủ ở, chỉ nó lâu tí thôi. Chúng ta phải nhìn lại việc Chúa làm quả là diệu kỳ vĩ đại, để chúng ta tin tưởng vào Chúa, để chúng ta góp phần vào bất cứ việc gì, ta làm để làm sáng danh Chúa, ta làm để có cơ sở cho các con người, để xây dựng một con người sống đạo hạnh, sống với nhau như một con người tốt lành, như anh em thứ hải gia huynh đệ. Để có những người xây dựng làm việc như là làm việc trăm năm, nói vậy để là một cái hình ảnh nó mường tượng thôi, làm việc cho trường tồn chứ không phải chỉ, nhưng mà nó một trăm năm là nó phải kỳ công lắm, phải cố gắng lắm, phải nối tiếp một cái chuỗi thời gian và bao nhiêu công sức của bao người. Quang giáo ấy, ấy, nhưng mà ông đối lại cũng rất hay. Nhưng mà Chúa chẳng chạy nhà thì cái thứ này vất vả cũng là uổng công. Nhưng mà cái đối lại thôi thì uổng công, uổng công người ta cứ cứ làm rồi đây cứ phụ trợ rồi nó cũng thành công, thì tứ nó như vậy. Nên tôi xin cảm ơn tất cả có các cha gì ở đây là hôm nay là cũng động viên giáo dân chúng con lắm. Chúng con còn đi nhiều nơi, dù là thế nào hay có các cha thì nào khác. Tiếc rằng là bởi hôm nay không có đức cha, vì cái lịch của đức cha dày lắm, mà công trình đã hợp đồng với thợ thì cứ phải làm, chắc chắn đến khi hoàn thành sẽ có đức cha. Và đức cha cũng dục là không trì hoãn nữa, vì mong mỏi lắm, 3 năm rồi. Mới đầu thì một mảnh đất hàng xíu mua nó cũng chẳng làm được cái gì, rồi cái gì về rồi lại theo họ nó bán lại mua đây. Rộng rãi coi như xem chừng cái mặt tiền quay vào nhà thờ 15 mét thì phải, thì có là vậy là chúng ta sẽ làm và chúng ta nhìn ra Chúa là, và chúng cho Chúa làm thì chúng ta tin tưởng vào Chúa. Chúa làm thì chúng ta góp phần vào cho sự việc sáng danh Chúa, thì chắc chắn là chúng ta cũng phấn khởi. Cũng cái lời nguyện mà tôi đọc hôm mấy ở trong sanh lễ thì chẳng qua nội dung là cái cuối chi xin Chúa sáng soi thôi. Cho việc chúng con khởi sự, cho khi chúng con đang làm và khi chúng con hoàn thành, tất cả đều nhờ bởi ơn Chúa. Không có mà vẫn đọc kinh Chúa của xin Chúa sáng soi vậy. Thế hôm nay đây coi là cái nghi thức làm phép và đặt cái viên đá cho cái nền móng nhà dòng Bác Ái đây. Chúng tôi cũng đã gửi gắm vào lòng thương xót của Chúa từ lâu. Và bắt đầu thì hàng xứ mọi người cũng vậy.
Và bây giờ đang thi công, mà chắc chắn là hoàn thành cũng bởi Chúa, và hoàn thành một cách tốt đẹp. Không có cái lời lẽ gì để nói với quý ông bà anh chị em, nhất là chúng ta những người đã góp sức của sức công, quý vị xa gần coi là có tí bằng ấy về để về sau con cháu nó ấy nó theo cái người đi trước, chứ còn cái đấy chắc con ông bà cũng chẳng kể nó là bao nhiêu. Cái quý nhất là Chúa ghi cơ, còn mực hôm nay nay đậm mai pha. Cây viết hôm nay nó vậy nhưng mà ngày mai có khi nó cũng chẳng còn, bởi vì thời gian nó đều phá hủy hết. Chúa ghi cái sổ đời đời, có những cái nét ghi công đức của chúng ta ở đấy. Dĩ nhiên chúng ta khiêm tốn không dám khoe cả mất công, nhưng mà ghi lại vậy để hậu sinh đấy biết cha ông mình, người đi trước của mình đã nhiệt thành, đã hết mình. Đấy. Như hôm nay tôi nói trước chỉ là một cái nhà thờ, còn có mấy gia đình đâu. Nhưng mà không có cái đó thì cũng không có cái hôm nay. Không có người đi trước rồi để lo việc giữ đạo thì cũng không có những cái cơ đồ như hôm nay. Và mai ngày còn rạng rỡ hơn, có huy hoàng hơn nữa, ta sẽ xây dựng lại hơn 10 ngày nay. Cái tiêu chí của chúng ta phải vậy, để làm sáng danh Chúa. Như chiến tranh thì Chủ tịch Hồ Chí Minh bảo vậy, hòa bình lập lại ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay. Chắc cơ đồ vật chất thì có lẽ vì trong văn minh con cháu ta nó cẩu hết, nó làm khác thời nào thế ấy. Nhưng mà phải làm sao cái con người của chúng ta phải gấp 10, gấp 15, 20, 30, 50, 30. Là con người của chúng ta có trí thức, có ý thức, có tấm lòng, có một ý chí để sống là một con người. Và có những cái phương hướng để đào tạo con em của chúng ta mai ngày nó rập vào cái khuôn sống đạo đức của mỗi người chúng ta hôm nay. Chắc chắn rằng Chúa thương chúng con là thợ nề thôi, Chúa không dùng tay về, đúng là chúng con uổng công hết, dứt khoát thì Chúa dùng chúng con thì Chúa phải che chở cho phù trì chứ. Chúng con mềm yếu bao nhiêu, chúng con thiếu thốn bao nhiêu, chúng con bất năng bao nhiêu thì lại Chúa toàn năng bấy nhiêu. Chắc chắn là sẽ được. Chúng ta hy vọng và hằng ngày nhớ cầu nguyện chúng mình sống xứng đáng kiểu bao nhiêu người góp công góp của đây. Những người rất xa, những người từ nước ngoài, không người chết rồi nhưng mà còn ít đây. Xem những chỗ nào người ta làm cái công trình gì đó đạo đức thì giúp. Mà đây là một cái điểm được cái ơn ấy. Người mẹ đã khuất, những người con nhớ cái vốn mẹ để đây mà giúp chúng tôi đi hai lần. Công trình nào cũng giúp. Nếu chúng ta suy nghĩ thật, chúng ta cảm động, chúng ta biết bàn tay của Thiên Chúa thật là bàn tay nhân lành, Chúa luôn luôn xót thương. Để chúng ta sống tốt, nhiệt liệt tin tưởng vào Chúa, để chúng ta sống tốt trong đạo đức và con em đã đáp đền được những cái công ơn trời bể khắp nơi đây đó. Đáng lẽ ta lo cho người ta, nhà thờ của người ta chứ. Nhưng mà Chúa đánh động lòng người ta, nhưng mà bởi vì Chúa làm cho người ta thành con người đạo đức, cho người ta nhìn thấy ở đây thiếu thốn nghèo đó. Hôm nào có một ông ở ngoài quốc về đến đây mà ngạc nhiên lắm, định là đưa về mấy tiền để cho chỗ này chỗ kia, mà ôi chú ấy thì có thiếu gì. Và đúng rồi, có con gặp nhiều cha nào cũng bảo vậy,
Thế tôi cũng cho chúng tôi được 10 triệu. Cái này thật sự tôi đang làm, thật sự tôi thiếu thôi. Chúng tôi ở nó giản dị lắm, chẳng có cái gì xa hoa đâu. Họ đấy, Chúa đánh đông lòng họ. Đáng lẽ người ta đang định là đầu tư chỗ này chỗ núi, chỗ gì ta thừa mới. Mà cha nào cũng bảo vậy. Mà chính nó không về đây, về đây chỉ chẳng qua là cũng chuyển cho chúng tôi một chút tiền thôi. Nhưng mà đến đây thấy vậy, họ đã san sẻ cho đây. Và tự nó mơ tôi được cái món ấy. Cũng tạ ơn Chúa. Mà khiến chúng tôi sáng mắt, đánh đồng cái con tim của chúng tôi, khiến chúng tôi hằng ngày phải cầu nguyện cho biết bao người còn sống mà đã qua đời. Bỏ đâu bỏ. Muốn không muốn cả một tập thể này, tôi đã nói với giáo dân ở đây, ngày nào chúng ta phải, cái đây là cái điểm cầu nguyện hữu hiệu nhất. Còn những chỗ khác có cũng được, không có cũng không sao, nhưng mà phải cái điểm chính ở đây. Và phải là cái con người cầu nguyện để đáp đền bao công sức của những người hảo tâm. Phải là con người đạo đức để rèn tập cho con cái của mình, không đời mình, không những đời mình mà con em mình. Cái công này trời bể lắm, phải đền đáp ngày nào cũng phải cầu nguyện. Mà tin tưởng rằng những ai chúng ta ngày nay ông giáo hội các cha ông hay bác mà không có người một cô đơn, hết đoàn này hội nọ, cái giáo hội Catholic chứ công giáo cầu cho chúng ta chứ làm gì chúng ta mồ côi. Rồi những nét nổi cụm lên là những cái người mà chúng ta mang ơn, chúng ta đặt danh sách ở trên đầu chứ. Ngày nào ta cũng cầu được lại được nữa. Như Thánh Gioan bảo đạo đức thánh này là quy sang từ sang tiêu xe tôi à túc đạo đức đồng nữa về thanh nữa. Mà trong tin mừng ta đọc mà Chúa ban ơn phúc ca gian ruộng tràn đầy này. Chứ không phải chỉ là sắp xỉ hay là chỉ ban một lần, còn ban nhiều lắm. Thôi để kết cái lời này thì một lần nữa em cảm ơn các cha, cảm ơn tất cả mọi người thành tâm thiện trí hảo tâm, người trong giáo xứ của chúng ta và tất cả nhiều có việc xa lắm giúp đỡ, chứ ở đây thì con số nó cũng vậy rồi. Nhưng mà chúng ta cố gắng để xin tạ ơn Chúa và biết ơn mọi người. Và trong thánh lễ hôm nay có một mục đích ấy để cầu xin Đức Mẹ, mẹ của hết thảy mọi người chúng ta, mà đặc biệt Đức Mẹ mà cô đền lại là quan thầy của các nhà thờ giáo xứ, chúng ta vinh dự nhỏ cũng được lên giáo xứ. Thật sự mẹ là mẹ của chúng ta, không có người mẹ nào bằng mẹ Maria. Để xin Đức Mẹ cũng nhìn đến chúng con để chúng con sống xứng đáng là con cái của mẹ, cũng biết này Chúa luôn luôn ban ơn cho chúng con qua mẹ. Xin cho chúng con cũng ăn ở xứng đáng là con của mẹ, thì cũng đền đáp được biết công ơn bao người đã giúp chúng con về vật chất cũng như tinh thần, và giúp chúng con có đủ ơn Chúa để không ngừng vươn lên ngày càng giống con mẹ hơn, và đáng được Chúa ban cho nhiều ơn hơn. Cảm ơn. Mời đứng. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa hằng vui sướng ban ơn cho dân người. Trong tâm tình hân hoan chúc tụng và tạ ơn Chúa hôm nay, chúng ta cùng dâng Chúa những lời nguyện xin. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài. Chúng ta hiềm lời cầu xin cho Đấng Thánh Cha, càng đấng giáo mùng, đặc biệt quý cha đồng tế hôm nay,
giàu sức khỏe, đề cao Ngài luôn trung thành với sứ vụ mà Chúa đã trao phó. Xin Chúa nhận lời chúng con. Con hãy về và loan truyền hồng ân Chúa đã làm cho con và đã thương con. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các dân tộc biết nhận ra những ơn lành Chúa ban để tạ ơn Chúa và rao truyền tình thương của Ngài. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa là hạnh phúc và niềm vui của con. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các vị ân nhân, thân nhân xa gần và tất cả những ai đã giúp đỡ trong công việc chung, bằng tinh thần cũng như vận chân, được hưởng muôn ơn lành Chúa ban. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người trong chúng ta biên mở rộng trái tim đón nhận ơn Chúa và quảng đại chia sẻ ân phúc Chúa ban cho mỗi người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì bao ơn lành Chúa đã thương ban. Xin tiếp tục ban ơn nâng đỡ để chúng con hiến dâng cuộc đời phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Dâng lên Ngài mong dù công sơ
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và cũng là của anh chị em được Chúa là Cha toàn năng châm nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ với thánh gia để ca tụng tôn vinh danh Chúa và níu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng tiến lễ vật này để kính nhớ thân màu của Đức Kitô con một Chúa. Xin Chúa thương chấp nhận và tuân đồ ơn thánh dồi dào, khiến chúng con cũng thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha, hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày kinh lễ của Đức Maria Diệm Phúc trọn đời đồng trinh, chúng con cùng ca ngợi trung tống và tung hô Chúa bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Đức Maria đã thụ thai con một Chúa và đã chiếu rải vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quan thần thờ lại, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quang cùng với các thần sốt men đồng hân hoan chung cùng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đương vì vậy lại
Lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thân phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Tômas, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các ân thân nhân của giáo xứ của hội dòng, những người đã giúp công giúp của cho công trình của hội dòng đây luôn ơn bình an, mạnh khỏe và may lành. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các bậc tiền nhân ân thân nhân mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sợ sợ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Giờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến lũ hân, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phong và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an, hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền chế muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em và chúc bình an cho nhau. Bye.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đang xóa tối trần gian, phước cho ai đừng mời đến giữa tiệc tri ân Thiên Chúa. Dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa vừa cho chúng con tham dự vào mầu nhiệm thánh thể nhân ngày kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria. Vui xin Chúa nhận lời chúng con kêu khẩn mà ban cho chúng con niềm vui được đầy tràn ân sủng và được thấm nhuần ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Hôm nay thì cộng đoàn giáo xứ Giáng Liêu rất vui mừng phấn khởi vì hồng ân đức tin Chúa ban cho cộng đoàn. Thế rồi thì từ giáo họ trở thành giáo xứ và có ngôi nhà thờ đẹp đẽ. Và cũng vì giáo xứ đó thì ngày nay lại có những người thánh hiến, một cộng đoàn thánh hiến đã đến với giáo xứ. Và cũng vì thế mà có ngôi nhà mới để cho cộng đoàn này được cư trú và làm việc để làm vinh danh Chúa tại nơi đây và phục vụ bà con tại nơi. Đấy là những hồng ân mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta nức lòng cảm tạ Chúa và chúng ta cầu xin cho công trình này sớm được hoàn thành. Xin cảm ơn. Bây giờ thì chúng ta lĩnh phép lành cuối lễ. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lời xong cho anh chị em đi bình an. Yeah.